Bất ngờ F-22 Raptor của Mỹ thừa sức làm động tác rắn hổ mang kiểu Nga. Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ có khả năng thực hiện những động tác cơ động trên không cực kỳ khó, ngang với khả năng của những loại tiêm kích hàng đầu do Nga sản xuất. Mặc dù chỉ được trang bị động cơ 2D, tuy nhiên chiến đấu cơ F-22 Raptor của không quân Mỹ có khả năng cơ động đến đáng ngạc nhiên. Động tác quay đầu bằng cách cho phi cơ rơi theo chú ý của phi công, động tác này rất hiệu quả khi cần cơ động ngoặt nhanh ở độ cao lớn. Góc nhìn từ bên trong khoang lái của phi cơ F-22 Raptor khi thực hiện những động tác cơ động cao. Khoang vũ khí của F-22 Raptor mang theo được các loại vũ khí bao gồm tên lửa không đối không AIM-120, AIM-9, bom GBU-39, GBU-32 cùng với khẩu pháo 20mm mặc định của chiến đấu cơ F-22. Ngay cả khi cần quay đầu trên không, F-22 Raptor cũng có thể thực hiện những động tác với bán kính vòng quay rất ngắn nhờ vào khả năng chịu lực trọng trường tốt của nó. Đáng ngạc nhiên là động tác rắn hổ mang nổi tiếng của không quân Nga cũng được tiêm kích F-22 Raptor thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Những động tác cơ động khiến người xem tưởng như F-22 Raptor đang hoạt động trong môi trường không trọng lực. So với tiêm kích thế hệ 5 F-35 của Mỹ, tiêm kích F-22 Raptor có độ cơ động cao hơn nhiều với khả năng mang vũ khí cũng như thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không được tối ưu hóa. F-22 Raptor thực hiện lộn vòng chữ U ở góc 90 độ, một động tác đòi hỏi rất cao với sức chịu đựng của cả máy bay lẫn phi công điều khiển. Hiện tại, F-22 Raptor cũng là loại chiến đấu cơ thế hệ 5 độc quyền của Mỹ. Không có bất cứ lực lượng không quân nào trên thế giới có thể sở hữu loại tiêm kích này do Quốc hội Mỹ cấm xuất khẩu F-22 Raptor ra nước ngoài. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.